Một người bị tấn công tử vong khi đang đứng chụp hình trước quán bia. Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo lên tiếng vụ nữ sinh lớp 9 làm điều dại dột ở Nha Trang. Và 80 triệu đồng tài xế vi phạm nồng độ cồn dương tính với ma túy. Khoảnh khắc cứu cô gái trượt chân rơi xuống vực sâu ở Nha Trang. Quảng Nam phát hiện người tử vong dưới kênh thủy lợi. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo Lao động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 10, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Theo đó, nam thanh niên đang đứng chụp hình tại quán bia thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt cầm dao lao tới điên cuồng tấn công, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 6 tháng 10, tại quán Bia Lip Lăng ở phường Quảng Tâm xảy ra một vụ cầm dao tấn công. Cụ thể vào thời điểm trên, anh NHG 36 tuổi trú tại phố Châu Bình, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn đang đứng chụp hình phía trước quán thì bất ngờ bị một đối tượng tên LTB trú tại phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa lao đến ra tay liên tiếp vào vùng lưng. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại bệnh viện 71 Trung ương, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên tử vong sau đó. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan vụ nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi làm điều dại dột ở Nha Trang, sáng ngày 7 tháng 10, ông Võ Hoàn Hải, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang xác minh theo dõi sự việc, khi nào có kết luận chính thức từ công an, ngành giáo dục sẽ có hướng xử lý tiếp theo. Như lao động trước đó đưa tin, chiều ngày 4 tháng 10, người dân sinh sống tại trung cư PH Nha Trang, phường Vĩnh Trường, phát hiện một nữ sinh tử vong sau khi ngã từ trên cao. Nạn nhân tên là TM, học sinh lớp 9.4, trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Trước khi mất, nữ sinh TM có để lại lá thư và những dòng tin nhắn gửi người thân và bạn bè. Trong các cuộc trò chuyện với một người bạn thân, em TM có kể đã bị mọi người đổ oan về hành vi ném bóng vào mặt một bạn nữ, khiến bạn này phải đi khám bệnh. Dù TM đã giải thích cho bạn nữ và thầy giáo rằng mình không ném bóng vào mặt bạn cùng lớp, nhưng mọi người không tin. Thậm chí thầy giáo còn dí khăn lao bảng vào mặt em TM và yêu cầu em lên dãy bàn đầu ngồi. Việc này gây cho em TM áp lực và lo lắng trong khi đó bà trần thu trà hiệu trưởng trường trung học cơ sở bùi thị xuân cho biết em tm là một học sinh giỏi nhưng có dấu hiệu bất ổn về tâm lý ở góc độ giáo viên chủ nhiệm sau khi nắm được vụ tranh cãi chuyện ném bóng vào mặt nhau thầy tê đã mời những người trong cuộc lên làm việc tại buổi làm việc thầy tê yêu cầu các em bắt tay làm hòa và được các em chấp nhận điều mà thầy giáo không ngờ là bên ngoài các em đã làm hòa nhưng bên trong các em vẫn nhắn tin qua lại và tiếp tục tranh cãi vẫn theo lời bà thu trà sau khi đứng ra làm hòa cho các em thầy tê tiếp tục xáo trộn chỗ ngồi của các em học sinh nói trên để tránh mâu thuẫn tuy nhiên với suy nghĩ của các em lại cho rằng đây là hành động gây áp lực Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã triển khai quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn. Mới nhất vào ngày 7 tháng 10, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk thông tin, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông NVT, sinh năm 1983, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tổng số tiền hơn 80 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn, dương tính ma túy và liều lĩnh lái xe thông chốt. Theo đó, ông T bị xử phạt về hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên một lít khí thở. Theo kết quả máy đo, nồng độ cồn là 0,407mg trên lít với số tiền 35 triệu đồng. Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông của ông T bị phạt 5 triệu đồng. Ngoài ra hành vi không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông của ông T bị phạt 5 triệu đồng. Ông T còn bị phạt số tiền 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Tổng cộng ông T bị phạt 4 hành vi vi phạm hành chính, tổng số tiền 80 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Và như lao động đã đưa tin, tối ngày 25 tháng 9 thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát nồng độ cồn, một tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuật trực tiếp kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên đường Phan Chu Trinh. Tại đây, các phương tiện lưu thông cả hai chiều trên đường Phan Chu Trinh đều được lực lượng Cảnh sát Giao thông hướng dẫn vào khu vực kiểm tra nồng độ cồn. Đến 21 giờ 20 phút, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe bán tải biển kiểm soát 60C 66760 lưu thông theo hướng từ Hà Huy Tập về Trần Hưng Đạo và hướng dẫn vào vị trí kiểm tra nồng độ cồn. Tại vị trí kiểm tra nồng độ cồn, tài xế bất ngờ tăng ga bỏ chạy, buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Quá trình bỏ chạy trên xe đã vượt đèn đỏ, liên tục đánh lái để tránh sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát giao thông bỏ chạy được khoảng 1 km tại đường Lê Đại Hành, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện trên. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị. Mới đây, lực lượng chức năng vừa cứu thành công một nữ du khách mải chụp ảnh sống ảo nên bị trượt chân ngã xuống vực sâu ở đèo Vĩnh Lương. Nạn nhân sau đó đã được đưa vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa để điều trị theo dõi. Sáng ngày 7 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vừa cứu nạn một cô gái bị ngã xuống vực sâu đường đèo Nha Trang. Và sáng cùng ngày, chị NTMO, 24 tuổi, chú phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, cùng bạn trai tới khu vực đường Phạm Văn Đồng, xã Vĩnh Lương để chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, chị MO không may bị trượt chân ngã xuống vực sâu. Ngay lập tức, bạn trai đi cùng đã hô hoán để người dân trợ giúp. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động phương tiện cùng tổ cứu nạn đến hiện trường. Thời điểm này, sau khi bị rơi xuống vực, nạn nhân bị gãy chân trái, chấn thương tại vùng mặt và đầu nhưng không nghiêm trọng. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 10, một người đàn ông vừa được phát hiện tử vong bất thường dưới canh mương thủy lợi Phú Ninh, Quảng Nam. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Theo đó, lãnh đạo công an huyện Phú Ninh cho biết khoảng 6 giờ sáng ngày 7 tháng 10, người dân đi đường phát hiện một người tử vong dưới canh mương Thủy Lợi Phú Ninh, đoạn trải qua xã Tam Vinh và gọi báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, công an xã Tam Vinh phối hợp với công an huyện Phú Ninh khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin khám nghiệm. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên NT, 37 tuổi, ở xã Tam Phước, huyện Phú Ninh. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc này. Thưa quý vị, lái xe khi buồn ngủ không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mình mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh. Điển hình như trưa ngày 7 tháng 10, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ tài xế container ngủ gục dẫn đến mất lái, tông hàng loạt ký ốt ở khu vực cầu vượt Sóng Thần, phường Bình Triểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 10, xe container biển kiểm soát 15C-31976 lưu thông theo hướng khu công nghiệp Sóng Thần ra quốc lộ 1, khi đang di chuyển qua khúc cua dưới dạ cầu vượt sóng thần thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông đổ loạt ký ốt bên đường. Ông Lê Thành Sang, 49 tuổi, người dân gần hiện trường cho biết khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, gia đình đang ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh liên tiếp. Ông Thành kể, tiếng động rất lớn khiến cho căn nhà tôi bị rung chuyển mạnh, bụi tung mù mịt. Tôi cùng vợ và các con tỉnh dậy chạy ra phía trước thì thấy chiếc xe container chắn ngang cửa nhà. Người này cho biết đã phải đập bỏ các khối bê tông phía trước cửa rồi sau đó thoát ra ngoài. Ông Lê Thành Sang chia sẻ, may mắn mọi người trong 6 căn nhà đều thoát nạn. May mắn nữa là các bình ga bị vật dụng chén ép không phát nổ. Nếu cháy nổ thì thiệt hại nặng nề, khó lường. Theo nhiều người dân, thời điểm họ chạy ra ngoài thì phát hiện tài xế vẫn đang gục trong cabin. Sau tai nạn, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu và công an phường Bình Triệu đã có mặt xử lý hiện trường. Phía nhà xe cũng đã có mặt phối hợp với chính quyền địa phương để thống kê thiệt hại, khắc phục cho người dân. Bước đầu nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế container ngủ gục dẫn đến xe mất lái. Thưa quý vị, những ngày qua mưa lớn kéo theo sạt lở đất kinh hoàng đã làm sập nhà và cướp đi sinh mạng của hai vợ chồng ở Yên Bái. Ngoài ra, tình hình mưa lớn cũng đã làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 163 gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ngày 7 tháng 10, ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái cho biết, từ đêm ngày 6 tháng 10 đến rạng sáng ngày 7 tháng 10, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn làm sạt lở đất vào nhà dân, khiến hai vợ chồng ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái không thoát kịp và bị đẩy xuống suối nhoi thiệt mạng. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trước tình hình trên, dạng sáng ngày 7 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá tình hình lũ, ngập lụt và sạt lở đất, thăm hỏi động viên gia đình có người thiệt mạng. Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 163, gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã Yên Thái huyện Văn Yên huy động 20 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức cứu hộ cứu nạn, điều tiết phân luồng giao thông, tổ chức di rời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tập trung khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị, như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là một số cập nhật về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong nhiều giờ qua, bão số 4 di chuyển rất chậm và vẫn đang mạnh cấp 13 giật cấp 16 hướng vào bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Bắc Bộ và Trung Bộ đang có mưa to đến rất to. Cụ thể là hồi 10 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Như vậy là trong nhiều giờ qua, bão số 4 giữ nguyên cường độ và di chuyển rất chậm. Đến 10 giờ ngày 8 tháng 10, bão số 4 đưa vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15. Cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 140 km về phía Nam. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 10, bão số 4 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 12,6 độ Kinh Đông, mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 230 km về phía đông. Theo cơ quan khí tượng, trong 24 đến 48 giờ tới đây, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này chịu tác động của gió bão mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 đến 4 m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 7 đến 9 m. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube báo Lao động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.